Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7, trang 99 đến trang 100, bài 10, ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Câu 1, bài tập 2, trang 127 sách giáo khoa. Chứng minh hai câu đầu đã dùng phép đối trong câu, nêu tác dụng của việc dùng phép đối ấy. Như vậy, ở hai câu đầu của bài thơ này có hình thức tiểu đối. Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi. Hai quãng đời đối lập nhau của đời người, hai hành động trái ngược nhau, trẻ ra đi, già quay về, thể hiện cái tấm lòng luôn hướng về quê hương của con người đã gần đi hết cuộc đời mình. Hương âm vô cải, mấn mau tòi. Hai câu đối, mỗi câu hai vế, mỗi vế có hai bộ phận đối nhau rất chỉnh. Câu thứ hai nêu bật lên cái yếu tố thay đổi, mái tóc đã bạc, và khẳng định một yếu tố không thay đổi, giọng quê. Tiếng nói quê hương dù bao năm xa quê nhưng mà vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí nhân vật trữ tình. Như vậy, ở hai câu thơ đầu của tác giả đã sử dụng phép đối để thể hiện những cái sự đối lập, những điều thay đổi và những điều vẫn còn giữ mãi theo thời gian. Tiếp theo câu 2 bài tập 4 trang 127 sách giáo khoa. Sự biểu đạt của tình quê hương ở hai câu trên và hai câu dưới có gì khác nhau về giọng điệu? Thì sự khác nhau về giọng điệu giữa hai câu thơ trên và hai câu thơ dưới đó là hai câu thơ trên giọng điệu bồi hồi xúc động, hai câu thơ sau giọng đùa vui nhưng ẩn sau đó là cái cảm xúc bi thương. Tiếp theo câu 3 trang 100 vở bài tập. Hạ Tri Chương có hai cái bài ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Bài thứ hai như sau: Ly biệt xa hương tuế nguyệt dạ, cận lai nhân sự bán tiêu ma. Duy hữu môn tiền kính hồ thủy, xuân lai bất cải cựu thời ba. Hãy chỉ ra sự giống nhau và sự khác nhau giữa hai bài thơ này và bài được chọn học trong sách giáo khoa về chủ đề hình ảnh và giọng điệu. Như vậy, ở đây sự giống nhau và khác nhau giữa hai bài thơ đó là ngoài sự giống nhau về chủ đề thì về hình ảnh được xây dựng theo hai trường đối lập, cái thay đổi cảnh vật, dáng vẻ bề ngoài và cái không đổi tình cảm đối với quê hương. Về việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật đều sử dụng thủ pháp đối lập. Hồi hương ngẫu thư của Lý Bạch còn sử dụng thủ pháp diễu, dùng cái hài để nói cái bi. Về giọng điệu, thì bài thơ của Hạ Tri Chương giọng xúc động thiết tha, còn hồi hương ngẫu thơ thì giọng bồi hồi nhưng ngậm ngùi xót xa. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.